đầu chuông chùa Hòa Yên xã này lung lay, các miền anh miền chị đến từ quê hương Bắc Ninh xin gửi lời ca tiếng hát đến chư tôn thiền đức cúng dường Tam Bảo cùng chư khách hôm nay về tham dự buổi lễ sáng ngày hôm nay. Tiết mục đầu tiên xin gửi tới chư tôn thiền đức bài Vào Chùa, xin được phép bắt đầu.